Xin chào cô, chào em. Dạ, chào mời cô. Ngồi ạ. Chào chị. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Châu. Năm nay tôi 55 tuổi. Hiện tôi đang ở Thủ Đức và tôi làm việc tại công ty mỹ phẩm Odilam. Công ty mỹ phẩm thì nó đẹp quá. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh và Lê Lộc. Em tên Huỳnh Thị Tuyết Nga, năm nay em 35 tuổi. Em làm dâu mẹ đã được 14 năm. Hả? 14 hả? Dạ. Một thời gian quá dài, có rất nhiều câu chuyện trong 14 năm này đây. Cô có thể giới thiệu là cái ngày đầu tiên mà gặp cô con dâu tương lai của mình đó nha, ngày đầu tiên đó, thì cảm nhận thế nào về con dâu này? Lúc đó thì con dâu nó mới có 20 tuổi à, cho nên nó cũng còn trẻ con lắm, ốm lắm, 40kg à. Thì sau khi tôi cưới về 1 năm, tôi chăm sóc rồi được 50kg. Lúc đó thì con nó về, nói mẹ, bữa nay hai mẹ con mình tâm sự một bữa đi. Cái hỏi gì con, nó nói mẹ ơi, con có thương bé kia kìa, học chung lớp con, vợ và gia đình nó đưa con bước tới cưới. Thì tôi mới nói vậy thôi, con mời cô bé về nhà chơi đi. Thì ngày hẹn ngày chủ nhật thì tôi cũng nấu nướng đãi cháu. Sau khi ăn xong thì tôi mới bưng dĩa trái cây ra, tôi mới mời cháu ăn. Thì tôi mới nói là con mốt rảnh con ghé nhà bác chơi. Đưa ta dạ, thôi bác, chắc lần này con tới lần cuối cùng, muốn con tới nữa đâu. Thì khi mà nghe con nói vậy thì cô có suy nghĩ thế nào? Không giận thì biết nó còn trẻ con, mà con thương đâu thì cưới đó, chứ không có chọn lừa gì hết. Nhưng ngày đó tự nhiên sao em nói vậy? Dạ thì em nghĩ là em đi học từ thứ hai tới thứ sáu, rồi thứ sáu thì em về quê, em đâu có rảnh đâu đi, nên lúc đó còn nhỏ nên cái em đi không được, nghĩ sao nói vậy đó. Ngày đầu tiên gặp mẹ chồng chỉ có sợ không? Sợ, nhưng mà cái ngày đầu tiên gặp mẹ chồng là em ngạc nhiên, tại vì trẻ quá, mẹ đẹp quá. Bây giờ 55 tuổi cũng còn ấn tượng đó đó. Dạ, bây giờ vẫn hâm mộ, vẫn ngưỡng mộ như được ngày đầu. Ai nhìn mẹ chồng em không nghĩ 55 tuổi đâu, nhiều khi trẻ hơn anh nữa. Thấy chú già không? Chú già lắm rồi. Khổ gì. Cưới xong cái tôi mới đi chợ, tôi mua con vịt về, cái tôi mới kêu á con, mẹ mua vịt này về con vô rửa con luộc, con làm biết làm không? Dạ đứa mẹ con biết. Cái là tôi chạy ra chợ về nhà, vừa bước vô nhà, trời ơi, mẹ con vịt thấy nằm ở cổ đó toàn là nhớ không, cho nên con đầu con bỏ. Xong rồi ngồi cái mẹ ơi cái đít nó sao mà hôi quá, con đít con bỏ luôn. Rồi xong rồi cái cổ nó sao mà lâm thâm con lột nha, cho nó bưng con vịt lột lên thì cái cổ ngỏng lên vậy, không có miếng da nào luôn, mà không có mua hỏng có phô co, thế là tôi phải chặt ra để cúng. Như vậy sao cúng ông bà nội chứng. Nhưng mà sau mười mấy năm thì cháu nó cũng chịu học hỏi, cho nên nó giờ nó ăn ngon rồi. Những cái điểm gì mà em với mẹ em cùng chung? Dạ chắc là thích mua sắm, thích đi siêu thị. Rồi khác nhau là những điểm gì? Mẹ hay dạ. Giận nhiều lúc, giống như em lỡ lời hay gì đó thì mẹ giận, mẹ không có nói thôi. Em thấy cũng chẳng có gì mà khắc khẩu. Có bao giờ lỡ lời gì nào? Lỡ lời là chuyện gì cô? Nói chung cháu nó cũng chịu có học hỏi, cũng ngoan. Nhưng mà đều được có cái nước là thấy chồng cưng vậy, hay cằn nhằn chồng. Thì tôi cũng khuyên gia đình là tổ ấm, con vợ chồng phải tương kính như tân với con, mà đối xử vậy chồng con ra ngoài lỡ gặp người phụ nữ nào khác á thì mất công rồi, muốn con ôm khóc với mẹ nữa. Cái nó nói con biết rồi, mẹ dám mẹ dạy chồng con á. Cái tôi buồn quá, cái tôi khóc, tôi không có mét chồng nữa, tại vì tánh tôi là tôi thương con lắm, tôi không có muốn làm con buồn, cho nên tôi lặng lẽ tôi ngồi tôi khóc, tôi bỏ tôi lang thang ngoài đường á. Đã bao lần cô đi lang thang ngoài đường rồi? Cũng 2-3 lần vậy. Rồi có hôm nó chạy xém bị xe đụng luôn, bị gặp tài xế chửi quá trời luôn. Ông nói đi muốn về nhà thì chết chứ đừng ra đường chết. Rồi. Cái hồi đi về nói chung là con trai tôi nó rất là ngoan, thành ra cái gì nó cũng khóc, nó cũng năn nỉ vậy đó. Nó cho dù vợ nó mà có trách tôi thì nó cũng nói với vợ nó là mẹ anh thương mẹ là nhất, cho nên không có cách nào anh bỏ mẹ anh được hết á. Cô sao những lúc đó cô không chia sẻ nói thẳng với con dâu mình, rồi kêu con ruột ra hai chồng ngồi chia sẻ thẳng với nhau mà cô lang thang mình? Tôi sợ nó buồn. Thấy chưa? Ảnh hưởng hạnh phúc. Thế rồi cô đi cô buồn, thế có chuyện gì xảy ra cô phải khổ con cháu? Tại tôi buồn là tôi thương nó mà nó không hiểu. Nói chung là tại bước đầu cũng tại tôi nghĩ là mẹ mất, cho nên cưng quá, thì với lại là út cưng nữa, thành ra hay khóc thôi chứ không có hỗn hào gì hết. Chính là cưng quá mình không có chia sẻ, thành ra đúng rồi, để gánh nặng một cái nỗi buồn riêng cho mình. Mà lúc đó thằng con tôi nó lại đang học thêm một cái bằng đại học nữa, mà nói nó thương tôi lắm, thành ra nếu nói nó buồn thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc học, thành ra thôi mình nín nhịn. Ngoài cái chuyện mà mẹ em thương em mà em không hiểu, mẹ em đi lang thang ngoài đường khóc, rồi hai chồng giận nhau cãi nhau có làm mẹ đi ngoài đường khóc không? Đâu có, mẹ khuyên thì nó la chồng, nó la suốt à, la suốt vậy hả? La chồng la con.
Cái chồng nhịn mười mấy năm, cái tới giờ ngày kia chồng nói giờ mười mấy năm em la anh hoài, chứ giờ anh buồn quá, giờ thôi anh em chia tay. À, cái tôi cũng kêu một con qua nhà nói chuyện sao, nói con dâu bây giờ á, hai con bây giờ cũng lỗi do con một phần rồi đó, vì mẹ dạy con mà con không có chịu nghe mẹ, thì thôi bây giờ con cứ từ từ sửa đổi đi, mẹ sẽ khuyên cho chồng con, nếu trường hợp nếu xấu nhất nếu mà chồng con mà không quay lại với con thì mẹ sẽ nhận con làm con gái, con thương đâu mẹ ra đó. Cái đó mẹ nói thật lòng, nhưng mà mẹ vẫn mong hai con đoàn kết lại hạnh phúc với nhau. Thế là kêu thằng chồng qua nhà, rồi nó thằng chồng ngoan lắm, nói là nghe lời, hai đứa quay lại hạnh phúc với vợ. Rồi bữa đó có đi lang thang ngoài đường khóc không? Không, con mình nghe lời mình luôn cho lang thang. Lúc đó là mình phải có bản lĩnh mình mới giải quyết được hai đứa, chứ nào mình mà yếu nữa là giống như người ta là xúi con mà bỏ vợ đi thì không được. Sau khi mà mình có con rồi đó, có những cái mâu thuẫn gì chuyện mà gia đình có con chưa cô? Không, tại vì Nga nó thương con lắm, với nó là con là số 1 cho nên nó chăm con kỹ lắm. Nhiều khi tôi đi mua mì vịt tiệm về nguyên cái đùi gần nửa con vậy đó, về biểu con ăn với con đi, nó nhường con ăn hết, nó không có ăn. Nó thương con dữ lắm, thành ra cái vấn đề đó không có gì hết á. Bà nội thì muốn có mấy đứa? Nhà có đủ 2 đứa, giờ có 4 đứa cháu nội rồi. À, tức là hai con, hai đứa con trai là 4 đứa cháu nội. Nội luôn rồi. Đúng rồi. Là trai gái đủ luôn đúng không? Dạ. Thì có muốn thêm cháu nào nữa không? Dạ không. Tại vì để cho nó còn sức khỏe, nó lo cho hạnh phúc, chứ nhiều quá thì nó không có chăm lo cho chồng nó thì cũng để khổ. Mẹ chồng nói câu này nó đúng nè. Dạ. Là không có chăm lo cho chồng, lo cho con không đúng không? Dạ, chăm lo cho con thì chắc là chiếm hết 60%, còn 40% cho cháu thôi. Vậy có khi nào em nghĩ rằng 60% cho con, 40% cho chồng mà không có phần trăm nào cho mẹ không? Giờ em cũng ở riêng, thương mẹ thì thương lắm, nhưng mà em cũng không có ở suốt ngày ở bên mẹ, nên nhiều lúc là mẹ bệnh hay là này kia thì mẹ không có nói, thì em cũng không biết là mẹ bệnh cảm. À, cô thì ở đây cô ít có nói. Dạ. Cái chuyện gì buồn là giữ kín trong lòng thôi, rồi nhiều khi bệnh hoạn mình không có báo cho con nữa, cái điều này cũng rất thiệt thòi cho mình. Có khi tại nào sao cô không nói? Dạ. Cô có khi nào buồn chị không? Nói chung là cũng buồn chút xíu thôi, tại vì nó thương con, nó lo cho con, nó mình khỏi lo ra không có gì là buồn gì ganh tị hết. Lâu lâu cũng hơi tủi thân tí, nhưng mà giờ hết rồi, nay thay đổi rồi, không có còn la chồng, chăm sóc chồng, coi như là giờ không còn gì để trách nữa hết. Dạ. Lớn hiểu tức rồi. Cái giai đoạn đó là một giai đoạn cũng rất là khó chịu. Dạ, đúng rồi đúng rồi. Tức là đôi khi tủi thân con nó lo cho chồng cho con, mà đôi khi nó cũng nghĩ tới mẹ chồng luôn hả? Không, ví dụ đó không có tuổi thân. À, chỉ có bây giờ này đã lớn tuổi rồi mà lâu bệnh mà không thấy con qua hỏi thăm này cái nọ mình buồn thôi, chứ còn thời nó lo con mình mừng với có gì đâu buồn. Tuổi thân vậy sao cô không gọi điện thẳng với con, nói chuyện thẳng với con? Thấy nó mà đang lo cho con cái nó thôi, mình ráng chịu chứ sao vậy. Như vậy thì ở đây á là nàng dâu lâu lâu gọi điện qua hỏi thăm mẹ. Dạ. Chăm sóc mẹ chút xíu, ủa mẹ đang làm gì, hay là có thể gần thì có thể chạy qua thăm mẹ chút xíu, biết đâu lúc đó mẹ đang bệnh nhức đầu trong mặt nằm mình đó thì sao, đúng không? Dạ. Đấy, anh nghĩ rằng mẹ muốn như thế đó đúng không cô? Dạ. Đó, đôi khi mẹ muốn mà muốn nó nói không được, thật ra anh nói giùm thôi nha. À, bây giờ chúng ta sẽ nghe chồng của em nói như thế nào nha. Mâu thuẫn chủ yếu lớn nhất là giữa nuôi con cái thôi, thì một bên nó là con, một bên cũng là cháu. Cách mẹ thì nuôi theo kiểu truyền thống hồi xưa, và ông bà nó nuôi sao như vậy. Còn vợ hiện tại bây giờ thì do phương tiện truyền thông nó nhiều á, thì áp dụng những phương pháp mới, thì lúc hai người có những mâu thuẫn về chủ yếu nuôi con là chính thôi. Nhưng tính vợ thì hay nói cũng không suy nghĩ, khiến cho mẹ buồn, mẹ giận. Nói gì nói thì cũng dầu gì cũng là mẹ mình. Thì mình là con cháu, mình không có được lớn tí này kia với lại mẹ. Tại tôi đi làm từ sáng tới tối tôi mới về nhà, là mà một lần nó hay đổ con nó ăn á, nó quất cho một tô bự vậy nè, nó ép nó đè nó đổ, giống như là đổ hồ đổ cháo, thì mình lại nói vậy thôi, chứ còn vụ đó không có giận. Ủa em học cách Google nào mà đổ như đổ cháo đổ tô tô vậy em? Cái đó là hồi cách đấy 11 năm rồi, con bé lớn của em nó kén ăn lắm, nó không ăn, cái em ôm nó em đè em đổ. Đó là một tô to như nè, nói hết ra mình xót ruột, nhưng mà dạ, không có mâu thuẫn, dù đó thì không có mâu thuẫn. Xót ruột thì phải là cũng bực mình rồi, đều không có nói ra thôi. Cũng khóc chút nhưng mà ở nhà không có bỏ đi, tại vì nó đâu hổ mình đâu bỏ đi. Nhưng tóm lại là thế này, mẹ em á là một người ít nói. Dạ. Đôi khi là có thể nói là một người chịu đựng luôn. Thật ra mình cũng phải chia sẻ nhiều hơn nữa, hỏi thăm nhiều hơn nữa, để biết đâu mẹ có chuyện buồn, rồi đến lúc nào đó chuyện buồn nó dâng lên cao á, mẹ bỏ đi không có lang thang mà đi luôn nữa là mệt lắm á.
sau cái câu chuyện này thì cô muốn con dâu của mình thay đổi những cái điều gì? Thì muốn cho nó chăm sóc chồng tốt hơn chút xíu nữa, hai vợ chồng nhịn nhục với nhau để mà tìm hiểu nhau, để mà sống hạnh phúc với nhau là mẹ mừng rồi. Chị có mong muốn mẹ thay đổi gì không? Em mẹ thì hoàn hảo quá rồi, em chỉ mong là mẹ có việc gì buồn hay là có giận hơn con cái thì mẹ cứ nói ra, với lại mẹ đừng có giận bỏ nhà đi nữa, tụi con cũng lo lắng lắm. Đó là mong muốn của hai mẹ con. Chúng ta xem người thứ ba mong muốn thế nào. Thì nói với mẹ thì mong muốn mẹ bớt nóng tính đi, bớt hay giận đi. Nói chung con cháu là lúc nào cũng thương hết á. Còn tính vợ thì thẳng tính thì nói ra là thôi. Thì mong vợ cũng bớt suy nghĩ trước khi nói cho là trẻ. Để biết tính mẹ vậy thì cố gắng làm sao cho nó sống cho dung hòa, vui vẻ cả nhà. Rồi, cảm ơn cô. Chúng ta vừa nghe người thứ ba mong muốn điều đó. Hãy hứa gì với mẹ chồng đi. Dạ thì con sẽ hứa là con sẽ dung hòa giữa con với chồng, rồi biết em quan tâm tới mẹ hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn. Mẹ chỉ mong là hai con hạnh phúc, chăm lo cho con cái học hành đầy đủ là mẹ mừng rồi. Mẹ không có ước mộng nhiều, lâu lâu á nhớ tới mẹ, thương mẹ là được rồi. Hai mẹ con ôm chặt với nhau nào. Rất là đẹp ha. Hy vọng rằng những cái tình cảm này nó sẽ bền vững mãi mãi, và mỗi người hiểu nhau một chút xíu nữa, chăm sóc nhau thêm một chút nữa là trọn vẹn thôi. Chúc cho gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đây là kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và đây con xin gửi quà tặng sản phẩm thực phẩm chức năng Natural Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, sản phẩm này từ Nhật Bản. Còn đây sản phẩm dành cho chị, Natrogen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Cảm ơn.